sự xuất hiện của ra sân khấu của ca sĩ Thanh Lam. Và đây là một món mà tôi sẽ chắc là tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm về hậu quả, cũng như là chịu trách nhiệm về hiệu quả cũng như là hậu quả. Xin mời nhiều ca sĩ cho Hà Trần và Thanh Lam sẽ giới thiệu. Vâng, chị Thanh Lam, một người bạn diễn của Hà mà lúc nào cũng, nói chung là khi mà có chị hát chung với chị nó lúc nào cũng yên tâm và đầy cảm hứng, đầy cảm hứng. Đây, xin giới thiệu với quý vị bánh đa bánh nước của tôi. Và hôm nay Thanh Lam là lần đầu tiên hát một bài hát mà Thanh Lam nghĩ rằng là rất là thử thách đối với Thanh Lam và Hà Trần, bài hát Đỉnh Núi Lặng Thinh. Bao nhiêu nỗi nhớ có buồn đến vắng, biết anh có nghe nơi căn phòng nào, bao nhiêu đêm trắng bầu trời sẫm xa, ngoài núi rừng sao sắc bừng bừng, những lời hoang mới, những dòng xuôi mới, những cuộc vui mới chỉ đến thâu đêm cô đơn. Lần đầy ngực tức mong anh ngóng anh được say với ai, dịu ngọt một đời nếu ta sống với ai. Xa loài hoa ấy, xa ngọn núi ấy, nơi mà em chưa đi tới. Xa dòng sông ấy, xa điều nhạc ấy, nơi mà em chưa bước tới. Làm sao anh biết là đã vắng anh? Anh đâu biết bầu trời rằng ngập của hoa mang. Anh đâu biết thảo nguyên gió lòng lặng thế. Rất nhanh và thao huyết khắp nơi.
chân.